Ok, xin chào tất cả em đam mê PCP. Thì hôm nay shop phụ kiện PCP Minh Dương xin gửi đến tất cả anh em. Nay em lên cho anh em mình một cây là cây Condo Z thẳng dài anh em nhé. Tay kéo bên phải của nó anh em nhé. Một cây này cấu hình của nó cấu hình tầm trung đấy, rất chi là ổn định, giá cả thì hợp lý. Em nào sinh viên thì cũng có thể sở hữu cho mình một cây để theo đuổi niềm đam mê của mình anh em nhé. Đấy. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm, em sẽ nói qua cái hình thức giao dịch của bên shop. Shop là ship hàng là COD, anh em nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nhé. Đấy, ưu tiên cho những em nào miền Bắc tiện đường gửi xe thì em có thể gửi xe đi cho anh em. Còn anh em nào miền trong nếu mà có xe đi vào thì em sẽ gửi, còn không thì em sẽ gửi chuyển phát đến cho anh em. Anh em nào miền Bắc tiện đường gửi xe thì em sẽ hỗ trợ anh em giáp khung, cò ba mảnh và ruột anh em nhé. Tay cầm đấy, khung, cò, ruột và tay cầm đến cho anh em. Anh em nào mà không biết giáp, anh em biết giáp rồi thì anh em tự biết giáp anh em nhé. Đấy, thì anh em ở miền trong thì em sẽ không hỗ trợ giáp được, tại vì tuyến đường gửi đi rất chi là nguy hiểm anh em nhé. Đấy, quay lại với sản phẩm ngày hôm nay, em giới thiệu với anh em đây là một cây Condo Z thẳng dài. Đấy, cấu hình của cấu hình tầm trung, em sẽ giới thiệu từng bộ phận một đến cho anh em làm mới chơi mà không biết thì em sẽ giới thiệu anh em nhé. Đấy, thì trước tiên đây là một chiếc bình nhôm sơn alloy trong ngoài, đây là bình nhôm đít tròn anh em nhé. Đấy, dạo gần một thời gian trước rất chi là cháy hàng, nay thì hàng nó mới về để em lên cho anh em những cái video cây cấu hình nó thật là đẹp anh em nhé. Đấy, còn đây là một chiếc van Z. Đấy, con này thì từ trước đến nay anh em đã chơi đã từng biết rồi, con này thì hồi áp và điều áp của nó rất chi ok anh em nhé, chơi cực kỳ là ổn định. Đấy, và đây là khung Z thẳng dài anh em nhé, tay kéo bên phải. Đấy, khung cò ba mảnh em nhé, ruột là ruột bọc đồng. Đấy, tay cầm và tay cầm gỗ cho anh em, gỗ là gỗ mun anh em nhé, nhìn rất chi là đẹp và chắc chắn. Đấy, kính của nó là kính VTG 3-12x42 anh em nhé, AOE. Con này thì anh em nó từng chơi qua thì nó biết, ngắm thì chơi cực kỳ ổn định rồi. Đấy, chơi rất chi là tốt. Đấy, cành của nó cánh lô tha tem vàng anh em nhé, lô tha tem vàng. Con này cứ bao cho anh em cự ly là 70-90m là quá là ok luôn nhé. Đấy, cái giảm nó giảm sumo anh em nhé, giảm sumo, vách của vách đồng. Đấy, còn anh em nào thích chơi giảm sumo và giảm ba khúc thì đều được anh em nhé. Đấy, giảm sumo nó có định tâm miền phối. Đấy, thì và đây là một chiếc bơm to, đồng hồ to anh em nhé. Đấy, thì nay em sẽ báo giá cho em cả một cây này là 7.500.000 đồng. Đấy, em sẽ tặng anh em một chiếc bơm to. Đấy, và anh em chơi. Đấy, bơm to này thì bơm rất chi là nhẹ anh em nhá. Vào đấy, chiếc bơm này bán ra thị trường là gần 900.000 đồng. Đấy, anh em lên cho anh em một cây này, em bán từng cả phụ kiện lẻ anh em nhá. Em nào thiếu phụ kiện lẻ em đều bán phụ kiện lẻ. Đấy, một chiếc bình nhôm nitro này là 800. Đấy, van thì hơn 1 triệu một chút em nhá. Đấy, combo khung cò ruột tay cầm thì trên thị trường và em đang bán ra đó là giá là 1.400.000. Đấy, kính VTG 3-12x42 AOE. Đấy, và giá là 950.000 đồng anh em nhé. Đấy, cảnh phụ thuộc vào anh em, cảnh 14 inch, 20 inch và 24 inch, cảnh của nó chơi cực kỳ tốt, giá trên 1.000.000 đồng anh em nhé. Đấy, và giảm sumo này với giá là 400.000 đồng anh em nhé, trên thị trường. Đấy, thì nay em lên một cái video này để giới thiệu cho anh em một cây Condo Z thẳng dài tay kéo bên phải với giá là 7.500.000 đồng. Em sẽ tặng anh em mình một chiếc bơm to, lọc ẩm to anh em nhé. Đấy, em nào cần thì có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình hoặc là ép Zalo, em sẽ có thể tư vấn cho anh em. Đấy, em nào tư vấn cho anh em và em sẽ quay những cái video hoặc là hình ảnh test về những cây súng mà để em muốn lên cho anh em mình một cây cho anh em ưng ý anh em nhé. Đấy, thì em nào gọi trực tiếp vào cho em cả một cây này với giá là 7.500.000 đồng anh em nhé. Đấy, bao ship, anh em nhận hàng thôi anh em nhé. Đấy, thì bên em là chuyên cung cấp các phụ kiện cho dòng PCP anh em nhé. Đấy, rất chi là nhiều loại. Đấy, những chiếc mẫu khung, đấy, khung thẳng dài và khung talon thì rất chi là nhiều anh em nhé. Đấy, combo khung cò ruột tay cầm với giá là 1.400.000 đồng. Đấy, bao ship, bao phí vận chuyển cho anh em, tay nhựa và tay gỗ đều được anh em nhé. Đấy, nhưng mà mục đích hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em là một cây
Condo Z thẳng dài anh em nhé. Đấy, bình là bình nhôm đi tròn. Đấy, với giá là 7.500.000 đồng và tặng anh em một chiếc bơm to. Đấy, thì anh em nào xem video mà cảm thấy hay thì ấn cho một nút like, một nút đăng ký kênh để em ra những cái video tiếp theo để ủng hộ anh em mình nhé. Đấy, xin chào tất cả anh em, hẹn em ở những video tiếp theo.